Thưa ban chủ tọa, thưa các đồng nghiệp, trong cái phần trình bày hôm nay của tôi sẽ nói về quản lý bệnh nhân CVD trong cái thời đại COVID-19. Phần trình bày nó sẽ gồm có 3 phần: nhiễm COVID-19 và CVD, thứ hai là chăm sóc bệnh nhân CVD trong mùa dịch COVID-19, và phần thứ ba là theo dõi và phục hồi chức năng ở những cái bệnh nhân CVD trong đại dịch. Về COVID-19 và CVD thì trong một cái nghiên cứu của tác giả Attaway trên gần 16.000 tham gia trên 16.000 tham gia bệnh nhân người bệnh tham gia test COVID-19, trong đó có 1.319 người bệnh nhân bị CVD, thì cái kết quả của cái nghiên cứu này cho thấy rằng là cái tỷ lệ dương tính COVID-19 ở những nhóm những cái bệnh nhân CVD là khoảng 12,4% so với nhóm những bệnh nhân không bị CVD có cao hơn là 16,6%, nhưng mà sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê. Do đó thì người ta kết luận rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 ở những người bị bệnh COPD nó không khác biệt so với những người mà không có mắc COPD. Một cái nghiên cứu khác phân tích của tác giả Apatani về cái phân tích về cái tỷ lệ nhập viện vì đợt cấp COPD trong cái đại dịch như thế nào. Người ta phân tích gộp 13 nghiên cứu trên cái số lượng bệnh nhân là khoảng 15.500 bệnh nhân trên cái dữ liệu nhập viện từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 so với những năm trước đó cho tới năm 2015, thì trong tất cả các nghiên cứu này người ta ghi nhận rằng là đều tất cả nghiên cứu đều có tình trạng giảm tỷ lệ nhập viện vì đợt cấp COPD từ 27% đến 78% trong cái thời gian dịch COVID-19, và so với thời kỳ mà trước COVID thì tỷ lệ nhập viện vì đợt cấp COPD giảm 50%. Và cái chuyện này trong cái đợt dịch vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thấy rất là rõ, khi mà bùng dịch rất là lớn lên thì những bệnh nhân COPD của chúng ta mà nếu mà người ta bị và đi vào đợt cấp thì cái cơ hội để người ta đi vào bệnh viện để điều trị cái đợt cấp này nó rất là khó khăn và rất là giảm sút. Một cái nghiên cứu khác của Attawa về cái tiên lượng của bệnh nhân COPD bị nhiễm COVID-19, thì người ta nghiên cứu về cái bệnh nhân COPD bị nhiễm COVID-19, kết quả cho thấy đó làm tăng nguy cơ những bệnh nhân này về cái khả năng là bệnh nhân bị nhập viện cũng như là bệnh nặng tới mức và bị ICU, cũng như là tăng đến 49% nguy cơ những bệnh nhân này cần phải thở máy xâm nhập. Một cái nghiên cứu khác của Lee được phân tích hồi cứu trên gần 7.600 bệnh nhân COVID-19 để đánh giá nguy cơ về suy hô hấp và tử vong tại Hàn Quốc, trong đó có 141 bệnh nhân là bị COPD, và sau khi hiệu chỉnh thì người ta thấy rằng là COPD là yếu tố làm tăng 80% nguy cơ tử vong. Một cái nghiên cứu khác của Quang cho thấy rằng là những cái bệnh nhân mà bị COVID và có những cái bệnh kèm, các cái bệnh kèm người ta phân tích bao gồm các cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các bệnh tiểu đường, các bệnh tăng huyết áp, các bệnh ác tính, hoặc là các cái bệnh đi kèm khác có một hoặc là lớn hơn hay bằng hai bệnh đi kèm khác. Thì kết quả của nghiên cứu này thì ông này ông cho thấy rằng là bệnh nhân mà có bệnh kèm là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ làm gia tăng rất là cao cái nguy cơ mức độ nghiêm trọng của bệnh lên đến gần 2.7, và nó gần bằng với cái nguy cơ là bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, là các cái bệnh đi kèm rất là nguy cơ khi mà bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Kết luận của Gold năm 2021, mặc dù là chúng ta có những cái nghiên cứu mà chưa đầy đủ và không đồng nhất, thì cái kết luận của Gold năm 2021 cho rằng là những cái bệnh nhân COPD thì nó không làm gia tăng nguy cơ bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Còn cái việc mà bệnh nhân COPD có nguy cơ có bị nhiễm COVID-19 nó còn tùy thuộc vào cái chiến lược phòng tránh cái COVID-19 của bản thân người bệnh đó. Nhưng mà cái người bệnh COPD nó sẽ gia tăng cái nguy cơ nhập viện khi nhiễm COVID-19, tức là gia tăng cái tình trạng nặng, và đồng thời cái nguy cơ diễn biến nặng và tử vong cũng cao hơn. Về chăm sóc người bệnh COPD trong mùa dịch COVID-19, đương nhiên những cái bệnh nhân COPD là đối tượng nguy cơ cao của cái việc mà bị nhiễm COVID-19. Do đó các cái bệnh nhân COPD cần phải áp dụng tất cả các biện pháp phòng ngừa chung, phòng ngừa nhiễm COVID-19 chung, đó là phải thực hiện tốt cái vấn đề 5K, bao gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế và phải chích vaccine COVID-19. Những cái người bệnh COPD
nên thực hiện các cái hành động đó là tránh việc sờ lên mặt, mắt, mũi, miệng khi mà tay không sạch. Nên trữ nhiều đồ ăn ở nhà và hạn chế đi chợ. Nên ở nhà càng nhiều càng tốt. Nên tránh đám đông và hạn chế di chuyển. Người thân phải giữ gìn cho người bệnh. Người bệnh cần phải nhờ người khác giúp đỡ một phần công việc hàng ngày để tránh cắn sức. Người bệnh nên trò chuyện online với bạn bè, gia đình hoặc là chuyên gia chăm sóc sức khỏe nhằm duy trì về sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Không nên tiếp xúc trực tiếp. Người bệnh cũng nên tiếp tục chích ngừa cúm và phế cầu và đồng thời tiếp tục tập thở và tập vận động. Đối với người bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong mùa dịch thì nên lập kế hoạch với bác sĩ và giúp theo dõi cái việc dùng thuốc, các cái triệu chứng COPD và kiểm tra thường xuyên để đảm bảo bệnh không trở nặng. Nói chung trong cái giai đoạn này thì nên tiếp xúc với bác sĩ bằng cách khám online định kỳ và khi mình có vấn đề về vấn đề sức khỏe. Đối với về cái chiến lược về sử dụng thuốc để điều trị quản lý các bệnh nhân COPD thì các người bệnh cần phải tiếp tục điều trị các cái loại thuốc đang dùng như là LABA/LAMA hoặc là phối hợp LABA/LAMA hoặc là Rofumilast/Macrolide, đặc biệt là kể cả những cái loại mà có chứa steroid hay là có kích thích, tức là các cái ICS gì thì vẫn tiếp tục sử dụng như bình thường, không có phải ngưng gì cả. Bệnh về vấn đề oxy liệu pháp thì vẫn có tiếp tục nhưng mà cần có kiểm soát. Và chúng ta cần phải đảm bảo đủ thuốc người bệnh sử dụng ít nhất trong vòng 1 tháng hoặc là tốt nhất trong vòng 3 tháng nếu cái tình trạng dịch nặng và có hiện tượng và phong tỏa cách ly xã hội. Cái điều này nó xảy ra trong cái thời gian vừa qua đối với thành phố Hồ Chí Minh. Và cái điều này nó rất là chí lý và chúng ta cần phải thực hiện. Tránh các cái người bệnh cần tránh các cái tác nhân làm cho triệu chứng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trở nên nó tồi tệ hơn và phải liên hệ với các bác sĩ hoặc là trung tâm y tế cộng đồng hoặc là cơ sở y tế gần nhất nếu mà người bệnh cảm thấy lo lắng hoặc là có những cái biểu hiện về tình trạng bệnh của mình hoặc là cảm thấy là mệt mỏi hoặc là sắp ốm. Về vấn đề đau hô hấp ký đó thì trong cái mùa dịch COVID người ta khuyên rằng là cần phải hạn chế tối đa cái việc đau hô hấp ký vì đau hô hấp ký nó có thể rất là dễ dàng lây nhiễm cái COVID-19. Và chúng ta gần như là trong cái đợt dịch mà bùng thì chúng ta gần như là chúng ta hạn chế tối đa cái việc thực hiện đo hấp ký cho người bệnh. Về vấn đề sông khí dung của người bệnh thì cũng cần hạn chế, trừ những trường hợp khẩn cấp. Và chúng ta có thể thay thế bệnh nhân bằng các cái thuốc khích và kết trong trường hợp cần thiết kết hợp với buồng đệm. Thuốc khích kết hợp với buồng điện đệm thì cái hiệu quả sử dụng của nó không khác vì gì với sông khí dung. Trong một số những cái trường hợp mà bệnh nhân họ bị cân cấp đi vào cấp cứu và cần phải sông khí dung thì lúc này việc sông khí dung phải được làm đúng theo cái quy trình về phòng ngừa lây nhiễm cho bệnh nhân COVID-19. Vì chúng ta biết rằng là khi sông khí dung, nếu mà xảy ra trên bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 thì cái hành động sông khí dung này nó có thể làm phát tán các cái virus COVID-19, SARS-CoV-2 và làm lây nhiễm các cái tình trạng của cái COVID-19. Trong cái hướng dẫn của Gold, người ta cũng có nói rất là rõ rằng là trong cái mùa mà đại dịch COVID-19 thì những bệnh nhân COPD vẫn sử dụng như bình thường tất cả các cái điều trị bình thường để quản lý bệnh nhân COPD. Các cái hướng dẫn trên ATS, Hội đồng Ngực Mỹ cũng như là NCBI cũng đều nhấn mạnh rõ rằng là việc sử dụng thuốc thì cũng gần như là bình thường. Và đặc biệt là vẫn phải tiếp tục sử dụng các cái chế phẩm mà có ICS trong cái quản lý điều trị bệnh nhân COPD vẫn như bình thường, không có ngưng. Và khi mà chúng ta sử dụng các cái thuốc thiết bị hít trong cái giai đoạn COVID thì như tôi đã trình bày, chúng ta sẽ cố gắng hạn chế và thay thế cái việc sử dụng các cái thuốc bằng cái đường phun khí dung vì lúc đó nó sẽ làm gia tăng nguy cơ phân tán virus. Và chúng ta có thể thay thế bệnh nhân bằng các cái dụng cụ hít và kết hợp với spacer, các cái buồng đệm để mà cung cấp thuốc một cách đầy đủ hiệu quả cho bệnh nhân. Và trong cái sử dụng các cái dụng cụ hít như vậy thì chúng ta phải lưu ý rằng là trong cái giai đoạn này cần thận trọng sử dụng các cái DPI, tức là các cái bình hít bột khô mà định liều trên những cái bệnh nhân COPD ở trong giai đoạn này vì hai lý do. Cái thứ nhất rằng là các cái DPI nó sẽ có dễ dàng kích ứng đường hô hấp và làm cho bệnh nhân ho. Và nếu trong cái trường hợp mà
nó làm cho bệnh nhân ho mà bệnh nhân về lại bị nhiễm COVID, thì lúc đó cái tình trạng lây nhiễm của COVID nó sẽ rất là nặng nề. Cái thứ hai là sử dụng các DPI, nó phải cần một cái lực thích là tương đối là mạnh thì mới đủ để hút được cái thuốc, cái bột hít ở trong cái dụng cụ nó ra. Và có rất là nhiều những cái bệnh nhân COPD, nhất là bệnh nhân nặng và lớn tuổi, không đủ cái lực hít thì lúc đó cái hiệu quả của việc chúng ta sử dụng các cái DPI nó sẽ không đảm bảo. Về vấn đề yêu cầu về lực hít của mỗi dụng cụ đó, thì người ta thấy rằng là trong các cái dụng cụ để sử dụng phân phối thuốc cho bệnh nhân COPD, vì cái đặc thù của bệnh nhân COPD là lực hít của bệnh nhân bị giảm, do đó sử dụng các cái DPI thì nó sẽ rất là hạn chế. Trong đó thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng cái Respimat thì nó rất là lợi thế, là bởi vì khi mà chúng ta bóp thì tự động nó sẽ phun ra một cái luồng khí soft mist, trong đó chứa các cái hạt thuốc nó rất là mạnh, và đồng thời nó kéo dài trong một cái khoảng thời gian là 1,5 giây, thì nó sẽ giúp cho cái việc tạo ra các cái dòng khí dung rất là độc lập và lưu lượng hít, và do đó nó không cần đo cái lưu lượng hít khi mà sử dụng Respimat, và bệnh nhân sẽ rất là dễ sử dụng cái Respimat để cung cấp thuốc một cách hiệu quả trên những cái bệnh nhân COPD, đặc biệt là trên những cái bệnh nhân COPD nặng. Một cái yếu tố khác mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà cung cấp thuốc qua đường hô hấp trên những cái bệnh nhân COPD, đó là những cái dụng cụ phải bảo đảm cung cấp thuốc với các cái dạng hạt tương đối là nó nhỏ, thì lúc đó nó mới có thể đưa đến những cái đường dẫn khí nhỏ ở xa, thì lúc đó mới bảo đảm được cái hiệu quả điều trị. Chúng ta biết rằng là với những cái dụng cụ mà khi cung cấp với các hạt đường kính là 10 micromet thì các hạt này là nó lớn và nó sẽ động chủ yếu dùng hầu họng, muốn đi xuống được các cái đường hô hấp, đặc biệt là các cái đường dẫn khí nhỏ ở xa, thì các cái hạt này nó được tạo ra nó phải có đường kính là dưới 5 micromet thì lúc đó nó mới có thể đi xa, đi vào các đường dẫn khí xa được. Thì người ta thấy rằng là cái phân suất hạt mạnh của những cái PMDI nó dao động trong khoảng từ 26 cho tới 44%, các DPI nó dao động từ khoảng 7 cho tới 35%, và cao nhất là các Respimat nó sẽ tạo ra được các cái hạt mịn có cái đường kính nhỏ, đi đến được các cái đường dẫn khí nhỏ ở xa lên đến 75%, và điều này sẽ rất là tốt. Và như vậy thì cái đặc điểm của dòng khí dung của các Respimat là nó có một cái phân suất hạt mịn rất cao lên đến 75%. Cái thứ hai, như tôi đã trình bày, cái thời gian tồn tại của cái dòng khí dung đó nó tồn tại trên 1,5 giây, và như vậy là nó giúp đủ thời gian để bệnh nhân có thể hít thuốc vào một cách có hiệu quả. Ngoài ra nó có một cái đặc điểm là nó tạo ra một cái tốc độ dòng di chuyển chậm, cho phép các hạt khí dung đi qua các cái khu vực hầu họng và nó giảm lắng động thuốc ở các cái vùng hầu họng. Do đó kết quả là các cái thuốc được sử dụng qua cái hệ thống Respimat nó sẽ tập trung vào các đường thở, và đặc biệt các cái đường thở nhỏ ở bên dưới rất là tốt, và gia tăng cái hiệu quả của nó, hiệu quả điều trị khi mà chúng ta sử dụng các cái dụng cụ là Respimat. Về cái chẩn đoán phân biệt của COPD và cái COVID-19, bệnh nhân COPD trong cái mùa COVID-19 người ta có thể bị nhiễm COVID-19 hay không? Rất là có nhiều khả năng là bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Và lúc đó chúng ta thấy rằng là cái việc chẩn đoán phân biệt giữa một cái bệnh nhân bị COPD và nay bị nhiễm COVID-19 là nó gây ra cho việc cho chúng ta đôi khi có những cái sự nhầm lẫn. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là những cái tình trạng khó thở sớm do virus liên quan tới cái COVID-19 nó có thể phân biệt được với các đợt cấp COPD dựa trên các cái triệu chứng giống như là giống cúm, và những cái triệu chứng này thì nó không thường thấy ở những bệnh nhân đợt cấp COPD. Chẳng hạn như là bệnh nhân khi mà nhiễm COVID-19 thường bệnh nhân có triệu chứng như là sốt, chán ăn, các cái triệu chứng về tiêu hóa như là đắng miệng, mất vị giác, hoặc là tiêu chảy, hoặc là đau cơ, nó thường xuất hiện ở những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Và khi mà nhiễm COVID-19 thì chúng ta biết rằng là một bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 biết rằng là có 80% bệnh nhân sẽ không có biểu hiện của các cái triệu chứng lâm sàng, và có 10% bệnh nhân thường là các cái biểu hiện nhẹ, thường là các biểu hiện của viêm đường hô hấp trên, và sau đó là các cái biểu hiện khác hơn,
với các biểu hiện tổn thương cái viêm phổi từ mức độ nhẹ đến mức độ trung bình hoặc là mức độ nặng hoặc là mức độ nguy kịch. Thì đó là các cái biểu hiện của bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên nếu nó xảy ra trên một cái bệnh nhân mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì các cái triệu chứng của nhiễm COVID vì nó các cái biểu hiện nó rất là vô chừng, có thể là từ không triệu chứng cho tới nhẹ cho tới khi rất là nặng nguy kịch, và xảy ra trên một cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó có thể kích phát làm bệnh nhân đi vào cùng lúc nhiễm COVID-19 nặng, và nó kích phát làm cho bệnh nhân đi vào một cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và trong những trường hợp này thì thật sự là chúng ta rất là khó phân biệt đâu là bệnh nhân các biểu hiện của tình trạng đợt cấp COPD và đâu là bệnh nhân bị nhiễm một cái tình trạng bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên cho tới hiện nay thì người ta thấy rằng là coronavirus là một cái virus hô hấp, thường nó được kích phát bởi các cái đợt cấp COPD. Tuy nhiên cho tới hiện nay các cái nhiễm của dòng coronavirus này bao gồm nhiễm MERS-CoV, SARS-CoV và lần này là SARS-CoV-2, nó chưa được ghi nhận trong y dân nó là nguyên nhân gây ra đợt cấp COPD. Tuy nhiên trong thời gian tới có khi là chúng ta cần phải ghi nhận các cái biểu hiện của nhiễm SARS-CoV-2 nó là cái tác nhân gây bệnh về virus để làm cho bệnh nhân đi vào cái đợt cấp COPD. Những cái nhiễm của SARS-CoV-2 tức là nhiễm COVID-19 nó gây ra các cái tổn thương và mạch máu, các cái viêm phổi với tình trạng giảm oxy máu, tình trạng tăng đông, tình trạng tăng viêm của hệ thống, có khi nó gây ra tình trạng nặng bởi các cái cơn bão cytokine cũng như là tổn thương nhiều cơ quan. Khi mà các cái biểu hiện của tình trạng nhiễm COVID là nhiễm SARS-CoV-2, nhiễm COVID-19 mà nặng với tổn thương nhiều cơ quan thì các cái biểu hiện nó sẽ rất khác với cái biểu hiện của đợt cấp COPD điển hình. Tuy nhiên nếu các cái biểu hiện của nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn đầu với các cái biểu hiện mà chưa nặng thì những cái biểu hiện này đôi khi nó lại rất là giống với các cái biểu hiện của một cái bệnh nhân đi vào cái đợt cấp COPD. Các cái triệu chứng mà chúng ta thường gặp có thể gặp ở những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 trên mà bệnh nhân COPD bao gồm như là sốt, biếng ăn, đau cơ, tiêu chảy, thì chúng ta thấy rằng là các biểu hiện này nó thường gặp ở những bệnh nhân nhiễm COVID-19 hơn. Trong khi ho đàm thì ho và khạc ra đàm thì ít gặp ở những cái bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Để chẩn đoán những cái trường hợp là bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 hoặc là đợt cấp COPD thì một trong những cái biện pháp mà chúng ta chẩn đoán đó là khảo sát các cái tổn thương trên X-quang hoặc là CT ngực. Và các cái tổn thương trên X-quang hoặc là CT ngực nếu là đặc điểm của một cái nhiễm COVID-19 thì chúng ta thấy rằng là các cái tổn thương thường là biểu hiện ở dạng là mặt kính mờ hoặc là đông đặc hoặc là thông nhiễm, và thường là nó tổn thương từ ở vùng ngoại vi của phổi, và thường nó tổn thương ở mặt sau là cái mặt mà cột sống. Đó là những cái đặc điểm của những tổn thương phổi trên những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên trên thực tế thì cái việc mà chúng ta thực sự phân biệt được một cái bệnh nhân nhiễm COVID-19 với thường là nhiễm COVID-19 nặng với những cái đợt cấp COPD nó sẽ rất là khó vì nó có hiện tượng chồng lắp các cái triệu chứng với nhau. Về thực hiện các cái xét nghiệm chẩn đoán trong cái thời đại mà bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 để xác định chẩn đoán một bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV thì đương nhiên các chúng ta đều biết rằng là chúng ta có thể thực hiện test nhanh. Tuy nhiên test nhanh nó cũng có những cái giới hạn về việc nó cho ra các kết quả dương tính giả cũng như là âm tính giả, và chúng ta cần phải nhận định một cách chính xác về cái giá trị của các test nhanh. Và để xác định đoán thì chúng ta sẽ thực hiện cái real time PCR làm, nhưng mà nó vẫn gây ra những cái kết quả âm tính giả trong một số trường hợp, thì lúc đó chúng ta cần phải làm lại. Một số những cái về hô hấp ký thì như tôi đã trình bày, trong cái thời đại COVID-19 thì chúng ta hạn chế tối đa cái việc sử dụng cái hô hấp ký để chẩn đoán cho những cái bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 mà có COPD. Về thực hiện soi phế quản ống mềm thì chúng ta cũng cần phải hạn chế vì đây là một cái thủ thuật nó cũng làm dễ lây lan cái COVID-19. Chúng ta cũng có thể dựa trên các cái kết quả của X-quang hoặc là CT scan để chẩn đoán một cái bệnh nhân COPD mà bị nhiễm COVID-19. Trong đó người ta thấy rất là rõ ràng rằng là CT scan nó có độ nhạy tốt hơn nhiều so với X-quang với các cái tổn thương mà nó gợi ý tới cái nhiễm COVID-19.
COVID-19 như tôi đã điều trị COVID-19 ở bệnh những cái bệnh nhân mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì cái việc điều trị COVID-19 nếu mà bệnh nhân bị COPD mà bị nhiễm COVID-19 thì cái việc điều trị của COVID-19 thì chúng ta vẫn phải ưu tiên điều trị cũng giống như là điều trị một bệnh nhân COVID-19 ở tùy theo các cái mức độ nặng của COVID-19. Một số những cái lưu ý trong cái điều trị bệnh nhân COVID-19 ở những cái bệnh nhân mà bị đợt cấp COPD đó là sử dụng corticosteroid đường toàn thân. Thì corticosteroid đường toàn thân chúng ta sẽ có cái giá trị điều trị trong bệnh nhân bị đợt cấp COPD cũng như đặc biệt là cho bệnh nhân điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ trung bình hoặc là nặng. Và người ta chứng minh rằng là sử dụng corticosteroid đường toàn thân trong cái trường hợp này thì nó có lợi và chúng ta tiến hành điều trị như bình thường. Các cái corticosteroid mà chúng ta có thể sử dụng đó là dexamethasone hoặc là methylprednisolone. Về vấn đề sử dụng kháng sinh thì trong cái đợt cấp COPD mà nặng thì chúng ta cũng có chỉ định sử dụng kháng sinh, và trong cái COVID-19 nhất là COVID-19 nặng thì chúng ta cũng có vấn đề sử dụng kháng sinh để điều trị cho các cái tình trạng đồng nhiễm, bội nhiễm, vi khuẩn, vi nấm ở những cái bệnh nhân COVID-19 nặng. Như vậy thì cái chiến lược sử dụng kháng sinh thì chúng ta vẫn điều trị như bình thường và chúng ta cần phải lưu ý cái tình trạng đồng nhiễm ở bệnh nhân COVID-19, nhất là COVID-19 nặng. Về vấn đề thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn thì chúng ta vẫn điều trị bình thường để chúng ta có thể sử dụng các cái SABA hoặc là phối hợp SABA và SAMA trong những cái trường hợp mà chúng ta xác định rằng là bệnh nhân có đợt cấp COPD khó suy hấp ở mức độ trung bình hoặc là nặng để mà làm nhanh chóng làm giãn phế quản cho bệnh nhân. Phần thứ ba là về vấn đề theo dõi và phục hồi chức năng ở những bệnh nhân COPD trong đại dịch. Thì, với một cái bệnh nhân họ bị COPD rồi sau đó người ta bị nhiễm COVID-19, tùy theo cái mức độ mà người ta bị nhiễm COVID, mức độ nặng của bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 thì nó có thể nó để lại những cái di chứng hậu COVID nó khác nhau. Trên phổi của bệnh nhân cũng như là trên cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của người bệnh, và tùy theo và cái mức độ nặng của người bệnh và chúng ta sẽ có những cái chiến lược theo dõi và quản lý bệnh nhân COPD mà đã bị nhiễm COVID-19 và hồi phục có khác nhau. Người ta có thấy thấy rằng có khoảng 30 phần trăm những cái bệnh nhân có những cái bất thường về dai dẳng ở trên phổi và có biểu hiện của tình trạng sơ phổi hậu nhiễm của COVID-19. Và do đó, với những cái bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà trước đó bị nhiễm COVID-19 nhẹ thì chúng ta phải có một cái tình trạng là theo dõi cái biểu hiện trên phổi hậu COVID của bệnh nhân cũng như theo dõi cái COPD bệnh nhân. Đối với những cái bệnh nhân mà trước đó chỉ là nhiễm COVID-19 nhẹ thì chúng ta sẽ lập ra cái kế hoạch và theo dõi bệnh nhân bình thường với cái protocol của COPD. Những cái bệnh nhân mà trước đó bị nhiễm COVID-19 ở mức độ trung bình thì cái việc theo dõi của chúng ta cần phải thường hơn, và khi mỗi lần theo dõi như vậy thì phải đánh giá cái nhu cầu oxy của người bệnh như thế nào. Và chúng ta nên chụp cái X-quang CT scan sau mỗi 6 tháng tới 1 năm, nhưng mà tôi nghĩ là sau 1 tháng thậm chí là 3 tháng để theo dõi các cái biến chứng hậu COVID cũng như là cái tình trạng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của người bệnh như thế nào. Và hết sức lưu ý những trường hợp này là những cái biến chứng hậu COVID bao gồm sơ phổi vân vân trên những cái bệnh nhân như thế này để chúng ta có thể điều trị tốt cái tình trạng hậu COVID tổn thương phổi cũng như là các cái sụt giảm tổn thương thêm về cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên đối tượng của những bệnh nhân như thế này. Cái nhóm nặng nhất là nhóm những cái bệnh nhân và COPD mà trước đó bị nhiễm COVID nặng nguy kịch và cần phải điều trị trong bệnh viện, nhưng mà may mắn là điều trị thành công và sau đó bệnh nhân xuất viện và đi vào trong cái giai đoạn của hậu COVID. Với những cái bệnh nhân này thì chúng ta cần phải theo dõi chặt chẽ hơn, thời gian theo dõi có khi cần phải tái khám bệnh nhân là mỗi tháng một lần, nhất là trong giai đoạn đầu. Và khi mỗi lần tái khám như vậy thì chúng ta cần phải đánh giá biến chứng của hậu COVID, các cái tình trạng nhiễm trùng của người bệnh, các cái bệnh đồng mắc cũng như đánh giá của chức năng hô hấp của người bệnh. Chủ yếu là chúng ta
đánh giá về những cái tổn thương phổi hậu COVID trên những bệnh nhân này như thế nào. Cái thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá rằng là cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD của bệnh nhân nó có tổn hại gì thêm hay không, và chức năng hô hấp của bệnh nhân nó có sụt giảm hay không, và có nhu cầu bệnh nhân phải thở oxy thêm hay không với những cái bệnh nhân mà có cái tiền căn nhiễm COVID nặng như thế. Người ta thấy rằng là với những cái bệnh nhân mà hậu COVID-19 trên bệnh nhân COPD có một cái tình trạng giảm khả năng vận động. Sau nhiễm COVID-19 thì có một cái tình trạng giảm khả năng suy giảm vận động, để suy giảm do cái tình trạng suy giảm hoạt động cơ bắp, hoặc là nằm tại chỗ lâu ngày, hoặc là thở máy. Và những cái người mà bị COPD mà bị nhiễm COVID-19 nặng hoặc là nguy kịch cần phải nhập ICU đó, thì người ta thấy rằng là khi mà hồi phục thì cái tốc độ hồi phục chức năng thể chất lẫn tinh thần rất là chậm. Và những cái bệnh nhân mà như vậy thì trên bệnh nhân COPD thì nó gây ra một cái dòng xoáy bệnh lý, tức là nó sẽ làm giảm chức năng phổi. Khi mà giảm chức năng phổi thì nó làm bệnh nhân bị giảm khó thở, giảm khó thở thì làm bệnh nhân bị giảm vận động, giảm vận động thì nó làm tăng cái tình trạng căng thẳng vùng phổi của bệnh nhân, và kết quả nó là giảm làm cho bệnh nhân bị nặng thêm. Và tất cả các gôn, kể cả gôn năm 2021, người ta khuyến cáo rất là rõ ràng rằng là chúng ta cần phải phục hồi chức năng cho những cái bệnh nhân COPD mà hậu COVID-19. Về cái chương trình về phục hồi chức năng cho bệnh nhân hậu COVID-19 thì chúng ta phải tiến hành gần như là trên tất cả những cái bệnh nhân mà bị nhiễm COVID-19, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 nặng từng phải nhập ICU, nằm viện lâu, những bệnh nhân nội trú hoặc là những bệnh nhân ngoại trú mà còn triệu chứng. Và trước khi mà chúng ta thực hiện cái chương trình phục hồi chức năng cho những cái bệnh nhân COPD mà hậu COVID-19 như thế này, thì chúng ta phải tầm soát xem là bệnh nhân có đang bị nhiễm COVID-19 hay không, bệnh nhân có những cái biến chứng gì nhiễm COVID-19 hay không. Còn những cái biến chứng của nhiễm COVID-19 như là bệnh nhân bị huyết khối thể mạch sâu VTE, các trường hợp PE xuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim, các cái bất thường về mạch máu tim mạch mới phát hiện, hoặc là có một tình trạng giảm oxy máu trên người bệnh. Và sau đó chúng ta sẽ thiết lập một cái chương trình phục hồi chức năng bằng hết sức là cá thể hóa, bằng các cái bài tập thể dục, kể cả aerobic và các cái bài tập kháng lực cho người bệnh. Và một cái điều rất là quan trọng rằng là bên cạnh cái chương trình phục hồi chức năng cho người bệnh này, thì chúng ta sẽ cần phải cho bệnh nhân kết hợp với các cái thuốc hít để điều trị, chủ yếu là các cái thuốc giãn phế quản. Và người ta thấy rằng là khi mà sử dụng một cái thuốc giãn phế quản Lama đơn thuần là tiotropium, nó giúp cải thiện được khả năng gắng sức của bệnh nhân. Một cái nghiên cứu trên 4 tuần được sử dụng cái nhóm tiotropium, nó giúp làm tăng 29% những cái thời gian bệnh nhân vận động gắng sức. Và trong quá trình phục hồi chức năng đó, thì cái tiotropium này nó giúp cải thiện được cái khả năng vận động cũng như tiếp tục duy trì sau cái chương trình. Cụ thể là ở tuần 25, nó tăng cái khả năng vận động gắng sức của bệnh nhân tăng thêm được tới 10 phút. Ngoài ra thì những cái bệnh nhân mà sử dụng tiotropium nó làm tăng thêm cái thời gian tham gia các cái hoạt động ngoài cái chương trình phục hồi chức năng. Và Gold năm 2021, người ta cũng đã chứng minh cho thấy rằng là cái tiotropium nó giúp cải thiện hiệu quả của phục hồi chức năng phổi về việc tăng khả năng vận động. Như vậy chúng ta thấy rất là rõ ràng rằng là việc phục hồi chức năng hô hấp trên những cái bệnh nhân COPD mà có nhiễm COVID, thời kỳ hậu COVID, mà kết hợp với các cái thuốc giãn phế quản như là tiotropium, thì nó giúp đạt được các cái việc chúng ta cải thiện về chức năng hoạt động về thể chất của người bệnh, cũng như chức năng hô hấp của người bệnh rất là khả quan. Cũng một cái nghiên cứu khác, nếu mà chúng ta sử dụng một thuốc giãn phế quản kép là tiotropium phối hợp với olanzapine trong cái phục hồi chức năng hô hấp, đây là một nghiên cứu RCT trên 304 bệnh nhân COPD và trong thời gian là 12 tuần. Và trong tất cả những bệnh nhân này, ngoài cái việc sử dụng thuốc là thuốc, thì người ta sẽ kết hợp với các cái chương trình bao gồm là huấn luyện về mặt thể chất, và cái tiếp theo là chương trình thay đổi về hành vi. Và cái huấn luyện về mặt thể chất được thực hiện 3 lần trong một tuần trong vòng 8 tuần. Và cái tiêu chí chính là người ta khảo sát về cái thực hiện cái test đi bộ nhanh ở tuần thứ 8. Như vậy thì trong cái nghiên cứu này,
người ta thực hiện cái việc sử dụng bằng thuốc là tiotropium phối hợp với olodaterol kết hợp với thực hành gắng sức và kết hợp với chương trình thay đổi hành vi. Một cái nhánh thứ hai là dùng thuốc kết hợp với thay đổi hành vi. Cái thứ ba là sử dụng thuốc chỉ có tiotropium không thôi kết hợp với thay đổi hành vi. Và cái nhóm thứ tư là không sử dụng thuốc mà dùng placebo kết hợp với thay đổi hành vi. Thì kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng là cái nhóm mà tiotropium phối hợp với olanzapine kết hợp với thay đổi hành vi và huấn luyện thể chất, thì cái nhánh mà điều trị theo cái kiểu như này nó giúp thay đổi được cải thiện được cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân là tốt nhất trong bốn cái nhánh nghiên cứu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là trong cái mùa COVID-19, những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cần phải tuân thủ tốt tất cả các cái biện pháp phòng ngừa chung, tức là 5K và kết hợp với chích vaccine ngừa COVID. Người bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong cái mùa dịch này thì nên lập kế hoạch với bác sĩ và kiểm tra thường xuyên để đảm bảo là bệnh không trở nặng. Và đồng thời những cái người bệnh này phải đảm bảo đủ thuốc để sử dụng. Nếu mà chúng ta chuẩn bị có một cái thời gian giãn cách dài thì đôi khi bệnh nhân cần phải có một cái chuẩn bị thuốc để đủ trong vòng 1 tháng, thậm chí là 3 tháng. Về vấn đề quản lý điều trị bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong cái thời kỳ dịch COVID, thì đại dịch COVID-19 thì người bệnh vẫn tiếp tục sử dụng các cái thuốc đang điều trị, trong đó có cái thuốc giãn phế quản để ngăn ngừa diễn biến nặng khi mà bệnh nhân lỡ chẳng may là bị mắc cái COVID-19. Và trong các cái thuốc này, kể cả những loại thuốc có chứa steroid hay là corticoid dạng hít, inhaled corticosteroid, thì vẫn tiếp tục không có ngưng các cái ICS này. Và người bệnh cần phải có một cái kế hoạch theo dõi trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bị nhiễm COVID-19 hồi phục. Và các cái kế hoạch theo dõi này nó tùy theo cái mức độ nặng của bệnh nhân khi mà bị nhiễm COVID-19. Và chúng ta cũng cần phải có một cái chế độ phục hồi chức năng hô hấp trong đại dịch, và để đạt được cái hiệu quả cao trong cái phục hồi chức năng hô hấp của bệnh nhân trong và sau đại dịch, tức là hậu COVID-19, thì nên kết hợp cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp này với các cái thuốc giãn phế quản, có thể là đơn hoặc là kép, thì nó sẽ gia tăng cái hiệu quả của việc chúng ta phục hồi chức năng hô hấp cho những cái bệnh nhân trong cái mùa này. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị.